Độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội ngày 4/7/2018. Hội đồng Hoàng Dương Việt Nam căn cứ vào điều lệ Hoàng Dương Việt Nam, căn cứ yêu cầu hoạt động của Hội đồng Hoàng Dương Việt Nam, xét đề nghị của Văn phòng Hội đồng Hoàng Dương Việt Nam quyết định điều 1, thôi đảm nhiệm chức vụ Hội đồng Hoàng Dương. Hội đồng Hoàng Dương thành phố Hà Nội sắp xếp người tiếp nhận công việc đảm bảo hoạt động của hội đồng. Điều 3, Văn phòng Hội đồng Hoàng Dương Việt Nam, Hội đồng Hoàng Dương thành phố Hà Nội và các ông có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện quyết định này. Quyết định có được kể từ ngày ký thay mặt Hội đồng Hoàng Dương Việt Nam, chủ tịch rất sang điểm. Xin mời các bác có tên cho đây lên trên bảng sĩ ạ. Ông Dương Văn Khá, ông Dương Văn Quang, Dương Dũng, 3/7/2018 của Hội đồng Dương thành phố Hà Nội về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Dương thành phố Hà Nội, xét đề nghị của ông Văn phòng Hội đồng Dương Việt Nam, phó chủ tịch. Điều 2, các ông có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện các cơ thành phố Hà Nội, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. Quyết định Hội đồng Hòa thượng Việt Nam, đồng tâm tự do hạnh phúc, văn phòng Hội đồng Hòa thượng quyết định điều 1 chuẩn nghi nhân sự Hội đồng Hòa thượng thành phố Hồng Kông sau: 1. Ông Dương Quý Tân là ủy viên. 2. Ông Dương Quang Sơn ủy viên. 3. Là ông Dương Văn Hồng ủy viên. Điều 2, các ông có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao theo điều lệ Hội đồng Việt Nam. Điều 3, văn phòng Hội đồng Hội đồng Việt Nam, Hội đồng Hội đồng thành phố Hà Nội, các tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này. Quyết định có được kể từ ngày ký thay mặt Hội đồng Hội đồng Việt Nam, chủ tịch Dương Quang Minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
464 công cơ theo hội đồng thành phần hội đồng quận huyện và có 13 đây là bài tiếng nói của họ đúng đi không em là tôi to ba cái rồi này cao ý mà vượt qua điều hai ông bà có tên thì điều một có trách nhiệm thực hiện công việc được giao theo điều lệnh của Việt Nam điều ba nó còn một lần xin chị gái điều hành viên đã biết có sự tươi như này hết nhá hết nhá họ nào mà họ nước thì không họ nào mà không họ nào mà tươi như này họ nào mà họ 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 tươi như này họ nào mà không giọt nước khơi nguồn đổ vào mưa dòng cháu con là bông hoa nhỏ kính dâng cội nguồn bao nắng mưa bao sóng cho ta hôm nay ngược về nguồn cội trái ngọt hoa thơm đời đời tiếp nối rằng người dòng dõi họ đùm bọc yêu thương hướng về tiên tổ mỗi cháu con là bông hoa nhỏ kính dâng